Rồi, xin chào các bác. Thì hôm nay cửa hàng em về một số phụ kiện của Makita. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu qua cho các bác một số phụ kiện của Makita khá là ngon mà mức giá thì rẻ. Chính hãng Makita nhé. Đây em có một cái bộ vít cả mũi khoan luôn. Bộ này là 27 chi tiết, mã là 07098 này. Đấy. Bộ này thì có đủ 3 loại khoan luôn, 3 loại mũi khoan là khoan sắt này, khoan tường và khoan gỗ. Đấy, ngoài ra nữa thì chúng ta lại có thêm tận 10 đầu vít. Đấy, 10 đầu vít đánh dấu màu các bác nhé, để dễ lấy và tránh bị nhầm. Và có thêm một cái cây để nối dài vít. Bộ này thì có một cái hộp đựng rất là đẹp của Makita. Mặt trước là trong suốt và mặt sau là màu xanh. Bộ vừa khoan vừa vít này có mức giá là 450 các bác nhé, 450. Tiếp theo nữa có một bộ vít này, ngày trước em cũng có về bộ này rồi mà nó đang hết hàng. Bộ này thì là 43 chi tiết và nó chuyên vít thôi, chuyên vít và không có mũi khoan. Bộ này là B55697, 43 chi tiết. Đây, các bác nhìn qua ở dưới có mũi vít dài này, chân lục các bác nhé, mũi vít dài, dài chân lục này, đầu sao này. Bên này có cây nối dài này, một cây chụp vít Makita và đầu bắt tôn Makita. Rồi, lướt lên đây chúng ta lại có những đầu vặn ốc sao và đầu ốc sao có lỗ các bác ạ, ốc hoa thị đấy. Có lỗ này. Còn trên này là ốc sao không lỗ. Đấy. Sang đây thì có cả đầu lục giác con nhé. Đầu lục giác rất nhiều bác cần đầu lục giác này. Thứ ba có đầu lục giác, đầu PH này. Và dưới thì có đầu dẹt và đầu PZ. Bộ này 43 chi tiết của Makita. Đây. Cũng đựng trong một cái hộp rất là đẹp. Logo Makita này. Vít có đánh dấu màu không nhé. Rồi các bác tiếp theo quay về đây. Đấy, nếu mà các bác muốn cả bộ nhiều chi tiết như vừa rồi, không thì chúng ta có thể mua lẻ những bộ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Bộ này là chuyên mũi khoan sắt, gồm 6 mũi, có mũi 2, 3, 4, 5, 6, 8. Đấy, chuyên sắt các bác nhé. Đấy, rất gọn, gàng, đẹp. Ở đây là chân tròn các bạn, chân tròn để mình kẹp vào máy khoan đầu kẹp. Bộ khoan sắt 6 mũi. D72D72833. Đấy, tiếp theo nữa thì các bác lại có một bộ mũi khoan bê tông. Bộ này thì được 5 mũi các bác ạ. Gồm mũi 4, mũi 5, mũi 6, mũi 8, mũi 10. Đựng trong hộp đây. Mũi này mũi hai cạnh các bác ạ. Hai cạnh, mũi này khoan tường và bê tông các bác nhé. Nắp vào máy khoan đa chức năng ấy, chân tròn. Mã của nó là D05175. Bao gồm 5 mũi. Mức giá khá là rẻ các bác. Đây và tiếp theo một cái cây này rất là mới của Makita em mới về. Mã của nó là D73221. Đây là một cái cây mũi khoan doa mà các bác có thể lật ngược lại để bắt vít luôn, một cây mũi khoan doa đa năng. Đây, khi các bác dùng nhé thì các bác đẩy cái này lên, rút ra này. Cắm ngược lại này, kéo xuống là nó khóa. Cái này để các bác khoan doa vít, bắt âm con vít vào gỗ hoặc là bắt bằng cái mặt gỗ cho đẹp thẩm mỹ hơn. Chân này thì là chân lục giác nhưng mà nó không không lắp được vào máy bắt vít đâu các bạn, các bác chỉ lắp được vào máy đầu kẹp thôi. Đấy, rồi tiếp theo nữa về đây thì em có một vài cái mũi khoan gỗ mã lẻ cho các bác, có đủ các kích thước các nhá, có từ mũi 6, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10. Và đặc biệt là nó có chân lục giác các bạn, chân lục giác rất là tiện nếu mà các bác nào muốn dùng trên máy bắt vít cũng ok luôn. 6 4 6 8 10 các bạn. Đây em sẽ đi qua một lượt cho các bác coi nhé. Các bác cần mũi nào chọn mũi đấy. Mũi 4 này. Đây, mũi 4 này. Mũi 6 đây. 6 đây, đây mũi 6. Và mũi 8 đây. 8 của chúng ta đây. Nhìn đây chất thép của nó làm khá là sắc các bạn. Chắc chắn là khi các bác khoan vào mũi này cái đường đường mũi khoan nó rất là nét luôn đấy. Và đây là mũi 10. Đủ kích thước để các bác có thể lựa chọn. Rồi, đây, mũi 10 đây. Rồi, đây là một số phụ kiện em mới về của Makita và các bác nào cần sản phẩm nào có thể comment ở phía bên dưới nhá, thì em sẽ ship cho các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều.